Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món phở mọi người, phở thập cẩm mọi người, phở đầy đủ mọi người, phở tái nạm viên gan mọi người, uống phải đèn đá mọi người. Đây mọi người, phở mọi người. Này cà phê đen đá mọi người. Đồ này tương đen, tương đỏ, sa tế mọi người, với chanh nấm, ớt đỏ mọi người. Món mọi người. Đỏ mọi người. Mời mọi người dùng, mời mọi người ăn sáng mọi người, ăn sáng uống cà phê, buổi sáng mọi người. Phở thập cẩm mọi người, phở thập cẩm là 10 món mọi người. Mà thường thì giống như giờ kêu là phải đầy đủ không à. Ngày đó thì kêu thập cẩm. Này tương đen, tương đỏ, sa tế này. Như chanh như ớt, ai cũng ăn chanh, ăn chanh tại đó thấy người ta ăn ở ngoài Bắc đó mọi người, lúc nào cũng nặng tương ấy nó chạy vô phở mọi người. Tôi thì không chịu mọi người, nhiều khi ảnh hưởng tới cái nước dùng mọi người, cho nên tôi đợi duyên nha vậy mọi người, ăn nào chấm đó giống như chan tương mọi người. Nước phở nó có vị chua mà. Chua nhạt, không biết là do cái bánh phở hay là sao mọi người, hay là do cái nước dùng mọi người. Tại vì cái bánh phở mà nhiều khi người ta làm mà ăn nó hay có hậu chua mọi người. Hủ tiếu vậy mọi người, ăn cũng hay có cảm giác đó mọi người, cũng vậy. Cho nên không có nên chanh nhiều tương mọi người, lần thì hay nặng vô mọi người. Tại ăn thích cảm giác gì chua, giờ nặng nữa thì nó chua lè luôn. Hồi lần ăn phở đầu tiên mà chỗ đường Ba Định mà chỗ Sông Cầu á, bán cho cái hẻm mà hai chồng già mà. Không biết phải hai chồng hai ông bà già mà. Hình như người Bắc thì cái đó ăn ngon mà. Sau cái ông làm chỗ gần gần chỗ ở trọ ra đầu hẻm có phở thành ăn ngon, có hai chỗ chỗ gần gần chỗ kia nhưng mà và cảm giác ăn không hợp gì lắm, chỗ gần đầu hẻm cái ăn đầu nhà đầu chỗ gần gần chỗ ở. Ba Đình đó là người đó là gia ở trọ đầu tiên ở chung cư, không phải ở nhà chung cư đâu, có cái gác á,
Nhà nhà là có cái gác ở trên đúng không? Cần cái mái nè, sát mái nè. Làm dàn sát nóc đúng không? Giống như mấy cái nhà trọ giờ người ta làm thêm cái gác đó mọi người, kiểu vậy mọi người. Đỡ trên đó đó mọi người. Ba cũng thằng chen vô ở. Chưa bao nóng luôn rồi. Cái chỗ đó mà nó nằm ngay cái góc mà không biết lầu 2 lầu 3 mà quên mất tiêu rồi. Mặt trời nó chiếu vô mọi người. Trời đúng nóng luôn. Lo mà thở. Cho nên tính ra từ lúc ở chỗ là toàn ở mấy chỗ nó nóng không rồi. Toàn ở tràn không mật độ không nổi. Nhiều khi cảm giác cũng thấy cái mùi da thịt mình nó bay ra cái thơm thơm luôn. Chắc tại quen mùi không rồi. Có cây quạt gió muốn lật lè lật lò quạt đều 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 không mạnh lắm rồi. Mình cảm giác nó đều 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 á, nhiều khi trời nó hầm luôn rồi nó nóng rồi. Giống như kiểu giống như trong phim giống như mở cây quạt gió mà nó chạy đều 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 muốn mạnh hơn nữa cũng không được không thì chỉ tới đó mà. Chỗ đó là bán cơm gà, đường nó bán cơm gà đông. Không biết là chung cư Hưng Phú hay chung cư Ba Đình luôn. Tại như gần gần đó cũng có cái chung cư luôn. Không nhớ. Nghe đường Ba Đình đúng không? Chỗ cầu như quận 5 đổ qua không? Giữa cái cầu Hưng cầu đó cầu Hưng Phú cầu Chánh Hưng luôn. Giữa cầu Nguyễn Tri Phương mà ở giữa nó có một cái đường luôn rồi. Là cái đường đó mà nó hẻm á, thường thường ta đổ giúp cầu ít ai mà để ý tới mà. Chỉ có người ở đó mới biết không mà. Quay phải mà. Có cái đường hẻm đó ngay cái hẻm đó mà. Đầm ra cái chạy thẳng quay phải cái chạy sống củi mà. Là gần cầu chạy gà mà. Làng ở chung với Quốc Hôn mà. Quốc hồ tầng hồ trời đó quen mọi người cây con em tư sương bánh mắm chỗ này con bà sáu giờ đi Mỹ hết rồi giờ không biết còn không còn sống không đồng đồn nghe chết không biết con biết còn không mọi người. Sau ấy chắc ngụm của tỏi hết không biết còn ai mắc không nhỉ. Như Hải Đường Hải Dương Thiên Kim như Thủy Tiên như chị Hạnh làm móng. Như Di Mập luôn à. Di Mập thì thuê mướn cho thuê nói chung cũng quen biết bà con dòng vậy nè.
sao gửi thêm Hồ đúng rồi, hai mẹ con Giang Hồ á, ba tên Giang nó tên Hồ, bây giờ dẫn dẫn hai mẹ con Giang Hồ á, vậy. Bả vợ bé mà, vợ bé có cái ông nào á, ở đó mới biết là ông đó ông có hai vợ mà. Mà hai bà biết nhau hết luôn, mà con cái cũng biết nhau hết, chứ không phải mình giống như trong phim mà còn giấu 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 đâu, mà nó là hai bà biết nhau hết đó, biết mặt. Không biết có ở chung nhà không mà không biết luôn rồi. Như là thì nghe nói mà, như là chuyện của người ta cũng không hỏi rõ lắm mà, không biết gì. Thì sao mới dọn không? Ta lấy là mới dọn ra cái nhà ở chỗ gần cầu Nhân Đường, Tây Lý Dương, Tây Lý Dương Tùng Hiên Dương, có trường chợ sớm củi gì đó, bệnh viện sớm củi, đa khoa sớm củi thì gần chỗ đó. Đường Tùng Thiên Dương là đường đường thẳng chạy qua cầu Nhân Đường luôn à, còn đường Tây Lê Dương là cái nhánh đúng không à, giống như chữ Y gì á, nhánh về nhánh phụ luôn à, qua cái gặp cái hẻm tên gì quên mất tiêu rồi. Nhưng mà hỏi hẻm chùa người ta biết, người ta chỉ, người nó có cái tên không nhỉ, nhưng mà quên rồi không nhớ. Tại cái hẻm đó chưa có hết hết cái hẻm rồi. Gần gần cuối hẻm cái quẹo phải tới. Sau có thêm sàn gà nữa. Ở chung cư đó cũng lâu luôn rồi. Sao mới dọn đây? Dọn đây ở thời gian ngắn, ở chung cư thấy lâu nhé. Lúc chia tay chia chân cũng buồn, ở chung cư có nghĩa mặt luôn mà, nghĩa mặt với con gì nhỏ, nó kêu tên Kim Chi hay gì không biết nữa. Nhỏ đó hùng lắm mà, nói gì cái cái tính nó vậy mà, nó giống như trong trong phim gia đình là số 1 đúng không, thằng hai cái nhỏ mà nó dữ dữ á, kiểu dạng này. Hồi là mà cái thằng mà đã cái tóc mà ở trong cái phòng mà có cái lỗ mà để chui vô chi giam mà. Lần tôi cũng đã tóc giống giống vậy mà. Hồi lần trong gia đó có một bạn đó không nè, hỏi muốn sau này muốn làm gì mà nó muốn làm cái gì đó, ca sĩ hay là cái gì ấy quên mất tiêu rồi. Tôi hỏi chị đơn giản vậy thôi, đơn giản phim đó sao nó nhân bạn nó làm cái gì đó, đó bình thường. Thank you.
Sau thì ở bên đây thì cái nhà nhỏ như cái hộp này, ngủ nằm sắp lớp chen chật cứng nóng một cái này. Bây giờ sao mới dọn ra mọi người, dọn ra ngoài rồi. Tuy nhiên lần đầu tiên dọn ở chỗ gần cái nhà thờ Tin Lành đó mọi người, bên có nhà nhỏ nhỏ nè, giờ biết mỗi câu Hallelujah không nè, có làm đi xuống hình như đi xe bếp nè, xuống Long An đâu á, cũng có tập mọi người hát thánh ca mọi người, thì mấy cái bài cũng như nhạc Việt mọi người, nhưng mà kiểu chế là lỡ mọi người hát cũng hay cũng vui đó. Tôi hình như đứng sao sao mà tại vì mình không có hát chính mọi người, đứng sao sao hát nha. Nhờ xuống Long An có hát một lần hai lần nhưng mà không có dùng nhà mấy nhà thờ chính đâu mà hát trong mấy cái nhà giống như nhà văn mà lỡ người ta tiếp đãi này kia mà nhà hát thôi thôi chứ chưa có chính thức là mấy cái nhà thờ mọi người, chủ yếu là mấy nhà văn này kia hát này kia giống như giao lưu không mà kiểu giao lưu vậy, kiểu vậy có ăn uống mà kia mọi người hát hò này kia. Như bên kia thì giống như kiểu mà tăng cổ hay là hát này kia, nhưng mà trái lời là mà hát theo kiểu nhạc thánh đó mà kiểu vậy á. Thì xong bên đây cũng vậy, hát giao lưu, nhớ có lần đi gần đó. Thì sau đây mới dọn qua gần chỗ này, chỗ ở bên kia cô Mai chú Phú mà ở đây cô bé thằng trọ là ở chỗ đó là lâu nhất không rồi. Ở nhà thờ chỗ Tin Lành thì cũng thời gian mà. Còn ở chỗ cô Mai chú Phú là lâu nhất mà. Cũng gần hết năm luôn, hết 3 năm cao đẳng mà. Sau đó mở tiệm tập quá con ngang với Lộc á, bên kia lúc đầu có hai con gấu rồi mua hai con gấu á, gấu mà vàng vàng trong cam đó. Lúc tính tặng hai đứa rồi, tặng cho ngăn trước mà cái thấy bên kia có thằng Cubin mà, tại vì nó giống nhỏ nhỏ, nhỏ giống mình hồi nhỏ mà cũng hay chơi mình buồn buồn mà. Với lại lúc dọn nhà này kia bên kia cũng giúp đỡ mà tặng gấu mà, còn Lộc nó khóc quá trời, tại vì lúc càng mà lúc dọn đồ dọn chỗ nó mệt lắm mà, lúc càng không ai ai ấy giúp rồi thì tới lúc cuối có người phải tặng thôi chứ sao. Bà cô Mai bà nói người, nó giúp hết mình tới cuối cùng không được gì hết, chứ lúc quan trọng không người, còn mấy cái kia thì tôi không biết người, lúc quan trọng lúc dọn đồ lúc ấy này kia không ai giúp hết cho người, có người ta chở đồ chở này kia dần thì đương nhiên phải tặng quà người. Còn mấy cái kia bà nói bà giúp hết mình là giúp cái gì tôi cũng không biết người. Vì sao cuối cùng cho là cái nón kết người gì nịch gì đó, thì sao bơi lúc sau nó cũng lấy là con gấu à, chung hai con gấu là hai đứa cho ngăn trước. Hồi đó hình như cặp đó 350 mọi người, tính giờ giờ nếu mà mua cặp đó cũng mắc tiền lắm mọi người, gấu bự chứ không phải gấu nhỏ đâu mọi người, cả người ôm tôi ôm vậy mà cao cả tôi người cũng bự lắm. Hồi đó như nhớ mua 350 vậy cặp cũng mắc tiền, mua giá lúc đó là tôi thấy rẻ mà, nhưng mà giá đó tôi lúc đó không có tiền thì nó cũng mắc lắm không? Nhưng mà bây giờ tính ra hàng gấu đó giá cũng mắc, tại nó bự mà, nhưng mà ở ngoài bán giờ không biết nhiêu mà, nhưng cảm thấy nó mắc dính lông không mà, giờ vô mướt mà nó có lông giống như ấy thiệt mà, chứ không phải mấy con gấu mà nó chuỗi cái lông luôn mà, nó có cái lông á giống như mấy cây chổi mà người, chổi ấy có lông á, giờ giờ vô nó mướt nó mịn đã lắm mà, chứ không phải mấy con gấu mà chuỗi lũi không có lông không mà. Đây. Thì chỉ có ở đó là lâu. Thánh vì cơ, thánh vì lạ, thay ổ trong nhà, một ổ trong nhà. Bên kia phòng nữ thì Lý, Linh. Sau khi có con bé Nhi luôn rồi,
coi như là bồ tôi em coi vậy đi, lại gặp nhau có chắc cỡ tầng nhưng coi như giống như có bồ với tao, nhưng mà ở cũng thời gian ngắn mà kia phòng linh lý ở dưới ngăn đúng không, bên đây cũng có ngăn 5 thằng, thằng Thuận, thằng Lăng, còn kia thằng Kim, Phan Sóc Kim đúng không, với tôi với thằng Ngăn nữa, 5 người đúng rồi, phòng 5 người, 500 người, điện nước tới giờ phòng tháng 120 mấy ngàn, tầm 125 130 là dao động cái đó mà. Chia đi 5 thằng, bên kia 2 nữ người Linh Lý, còn bên kia 2 vợ chồng có con nhỏ không biết tên gì mà. Biết nhỏ tên cô Bin mà. Còn bên đây thì 2 vợ chồng cô Mai chú Phú mà. Với bà ngoại với bà chị của cô Mai, ông cũng 2 vợ nữa mọi người, 2 chị em luôn mọi người. Sao mày nói cho mới biết mà, chứ tôi không biết mà. Ổng nhờ vợ bé gì lớn tùm lum hết mà. Làm thợ hồ mà, xây dựng mà. Chủ thầu cũng bên làm chủ thầu. Vợ lớn là bé ở ngoài tùm lum hết á. Nhưng mà về nhà thì cũng được mà. Về nhà thì được. Chứ không có cãi lộn với ông ta. Có ngang với Lộc. Có nó chạy nó nhưng mà lâu lâu mới gặp cũng bình thường. Còn bên kia thì mấy nhà bán về chai, có nhỏ nào hay đi hát sắm được chiếc xe black màu đen cũng ngầu rồi đấu dày dài, trong có ông nào bên chế đồ cũ hồi bên quậy thì lâu lâu cũng ra ông kể chuyện mà. Ông đi hơi trùng chảy luôn rồi. Bán cho mấy cá này kia, còn bên kia mua thu mua đồ cũ đồ ấy này kia giỏi lắm mọi người, nhìn dạng đó đi thẳng ra là ở bờ sông, cuối đường là ở bờ sông, như có đi là không có dài chỗ đó là giống như ở quê mọi người. Lúc nào mà thủy triều lên nước lên mà nó ngập á, giống như ở đây mà làng nước lên mà. Loại lụm bính lụm tẩm luôn rồi, lụm tẩm không còn lụm tẩm, nó mát mát không thấy vui mà. Nhớ là hồi đó mà hồi nhỏ đi học bên kia hay lội nước đó mà. Có cá này kia, mấy đứa ấy này kia nó bắt cá, sao có con Thảo về mà. Mà tính ra là ở đó lâu nhất, sao có con Quẹn mà. Hoàng nó dắt đi đi ấy mọi người, đi kiếm gà mọi người, hồi lần mấy người chơi thằng trong phòng cũng có đi một hai lần đi ra chỗ cái đường đường Phạm Hùng ấy nha, mấy cà phê cây dừa mọi người, cà phê cây dừa giờ cái cao vậy. Đây kêu cây dừa kiển luôn à. Còn ở bên trong kêu cây dạng tế mà, sao nó mới biết mà. Như cây dạng tế. Cây dạng tế bao giờ nó mới nở hoa mà. Như nó lâu lắm luôn rồi, cây đó. Thở ngon luôn rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.